Hết Minh Hằng đến lượt Đàm Vĩnh Hưng tố Hồ Ngọc Hà vụ Tây Đình khiến ai cũng choáng. Những lời lẽ này của Đàm Vĩnh Hưng viết cho Hồ Ngọc Hà thực sự khiến nhiều người ngỡ ngàng. Mới đây nhất, trên trang cá nhân của mình, Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ đăng tải đoạn trạng thái khá dài nhằm bênh vực Hồ Ngọc Hà sau khi nữ ca sĩ bị tố chèn ép Minh Hằng rời khỏi The Face. Theo đó, ông Hoàng Nhật Việt bày tỏ, trời đã sinh ra Hưng, sao còn lại sinh Hà? Ta ghét nhà ngươi vì nhà ngươi dám cả gan dễ thương ngang hàng với ta. Ta ganh tị với nhà ngươi vì ngươi được Thượng Đế ban cho cái đầu thông minh, một nhan sắc không thể không nhìn, một tâm hồn khiêm tốn và rất đời. Ta thù nhà ngươi vì dám nhào vô cấu xé miếng bánh scandal của ta. Ta căm nhà ngươi vì ngươi đã chỉ mất một nửa của ta về sự ganh ghét và thị phi. Để rồi cái tên của ngươi cũng lâm le, muốn làm tốn hao giấy mực và chiếm đoạt thời gian chú ý của thiên hạ như ta. Đàm Tiếu Gia, Hồ Thị Phi, ta hận ngươi đến mức muốn biến ta và ngươi thành một cá thể để cho nó nổ vang trời một lần cho tất cả cùng tan biến. Ta muốn thách đấu với nhà ngươi về sự chịu đựng, ngày giờ và địa điểm cho ngươi chọn. I love you, my city shit. Hình ảnh có thể chẳng liên quan gì với status, nhưng nó có khả năng khiến nhiều người phải làm thao tác lưu hình lại đó nha. Chỉ sau vài giờ đăng tải, đoạn trạng thái của Đàm Vĩnh Hưng đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ phía cộng đồng mạng. Theo đó, nhiều người rất đồng tình với cách xử sự của nam ca sĩ và cho rằng đó là nghĩa cử cao đẹp mà anh muốn dành cho em gái Hồ Ngọc Hà của mình, bên vực và bảo vệ cô giữa bão thị phi. Sau đoạn livestream dài gần 60 phút của Minh Hằng chiều ngày 19 tháng 4, nhiều khán giả bất ngờ khi nữ ca sĩ ngầm ám chỉ Hồ Ngọc Hà chính là người chèn ép cô phải rời khỏi ghế nóng The Face. Trước những ồn ào đó, đại diện của nữ hoàng giải trí cho biết, hai ngày qua, cô và ekip bận rộn ghi hình tại Quảng Bình nên không thể chia sẻ gì nhiều. Đồng thời, người này cũng khẳng định Hồ Ngọc Hà không đưa ra bất kỳ bình luận gì để tránh đẩy sự việc đi quá xa. Nhà sản xuất sẽ là đơn vị kiểm chứng chính xác nhất lời nói của Minh Hằng. Choáng với phản ứng của Bảo Anh khi bị cho là ủng hộ Hà Hồ trong scandal chèn ép Minh Hằng, bạn gái Hồ Quang Hiếu đột nhiên nhận được rổ gạch đá từ cư dân mạng. Sáng hôm qua, một trang báo đăng tải bài viết về những mâu thuẫn của Hồ Ngọc Hà và những nghệ sĩ nữ một thời thân thiết với cô như Minh Hằng, Lệ Quyên và Quế Vân, Mai Gia. Từ một người nổi tiếng khéo léo, Hà Hồ đã bị nhiều bạn bè đồng nghiệp quay lưng cạch mặt. Trước thông tin này, nhà thiết kế Lý Quý Khánh đã tức giận đến nỗi gõ sai kính tạ khi đăng tải dòng trạng thái phản pháo trên trang Facebook cá nhân. Ngay lúc đó, ca sĩ Bảo Anh cũng vào bình luận dưới dòng status của nhà thiết kế nổi tiếng. Tuy nhiên, cô nàng không nêu quan điểm của mình về vụ scandal giữa Hà Hồ Minh Hằng mà chỉ hóm hỉnh bắt lộ chính tả của Lý Quý Khánh. Dù comment không hề liên quan đến vụ ồn ào của đàn chị, nhưng Bảo Anh vẫn bị những anti-fan của Hà Hồ ném đá không thương tiếc. Nhiều ý kiến cho rằng giọng ca anh muốn em sống sao ghen ghét Minh Hằng và ủng hộ Hồ Ngọc Hà. Thậm chí có người còn tuyên bố mất cảm tình, chính thức ghét Bảo Anh từ đây. Không ngờ nhận được hàng loạt bình luận tiêu cực đến thế. Nữ ca sĩ sinh năm 1982, ngay lập tức đáp trả lại. Thích vào chỉnh lỗi chính tả được không mấy anh mấy chị, may mà chưa bình luận gì liên quan mà quý vị đã nhào vào ăn tươi nước sống người ta rồi. Nếu bình luận đưa ra quan điểm riêng mà không đồng ý kiến với quý vị, chắc đào mã nhà em ra quá. Việc nào ra việc nấy. Đừng việc nọ sọ vừa kia, flee. Trước lời lẽ kích bác của anti-fan, Bảo Anh khẳng định cô chỉ vào sửa lỗi kính tạ của Lý Quý Khánh, không hề bình luận gì liên quan đến việc chèn ép Minh Hằng ở The Face. Người đẹp cũng đanh đá đáp trả lại, em ăn cơm nhà em mà, em lo chuyện của chị thì em cũng bớt đi em ha. Trước khi để sự việc đi quá xa, Bảo Anh giải thích rõ ràng, sở dĩ cô có mối quan hệ với Lý Quý Khánh vì nghệ sĩ cần nhà thiết kế, chỉ là mối quan hệ công việc chứ không hề bình luận nêu ý kiến cá nhân về vụ việc chèn ép Minh Hằng. Người đẹp đề nghị mọi người bớt tự suy diễn, theo dệt câu chuyện. Trước đó, Bảo Anh không ít lần diện đầm thiết kế của Lý Quý Khánh, bởi vậy, việc cả hai tương tác nhau trên Facebook là điều hoàn toàn bình thường. Bạn thân nhất hé lộ sự thật không ngờ, vô tình có thể hại Hà Hồ. Tiết lộ của Lý Quý Khánh trong thời điểm nhạy cảm này thu hút sự quan tâm chú ý của công chúng.
Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Lý Quý Khánh đã lên tiếng bảo vệ Hồ Ngọc Hà trước scandal chèn ép Minh Hằng rời khỏi The Face. Anh viết, tất cả những mối quan hệ giữa Hồ Ngọc Hà với Maya, Thanh Hằng, Minh Hằng, Lệ Quyên đều thông qua hình ảnh hoặc suy đoán của cá nhân. Chứ có ai nói là ai yêu ai quá, ai thương nhau quá. Trên cuộc đời này, có những người hay bị người khác chơi, có hai nghĩa. Nghĩa là một nhảy vào chơi, chơi xong nhảy ra, và nghĩa hai, chơi xấu tự xấu hổ rồi tàn hình. Lý Quý Khánh nghĩ như thế này, Maya và Hồ Ngọc Hà chưa bao giờ liên quan đến nhau. Hồ Ngọc Hà, Minh Hằng chưa bao giờ thân, chưa bao giờ ghét. Không hiểu và Khánh chưa hiểu vì sao, hôm qua bạn ấy khóc để tìm hiểu. Khánh chỉ khóc khi đi đám ma hoặc thất tình. Hà Hồ và Thanh Hằng luôn quý và tôn trọng nhau. Còn mối quan hệ riêng của từng người, cả hai không quan tâm. Khánh nghĩ Lệ Quyên và Hồ Ngọc Hà là do phong thủy không hợp nên cả hai bất gặp để làm ăn nên. Dòng chia sẻ của Lý Quý Khánh nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người vào bình luận, trong đó có viên tập viên Ngọc Trinh. Đời người ai cũng lúc đi chung đường, ai cũng có ngã rẽ. Lên list những người không đi chung đường mà không thấy list những người đã đồng hành cả chục năm trời, không thấy những người mới đồng hành, có lẽ sẽ khiến khán giả có cái nhìn thiên lệch. Có những chuyện chỉ người trong cuộc biết, vậy mà, phải chuyện gì cũng phải lên tiếng giải thích. Ai hiểu sẽ hiểu, ai chơi sẽ chơi. Cá nhân chị khi chưa tiếp xúc, chị cũng có nhiều câu hỏi. Nhưng khi tiếp xúc rồi, chị mới hiểu nghị lực của chị Hà như thế nào và vì sao những ai giỏi lại tâm huyết với chị ấy đến thế. Nên người cố tình không hiểu, dù có giải thích thì bảo lưu quan điểm của mình. Còn với những người muốn hiểu, họ sẽ tự nhìn nhận nhiều chiều và tự có lời giải đáp thông minh nhất. Còn Thanh Hằng chia sẻ rằng, giữ giới hạn chân mực sống sẽ vui hơn. Được biết, Lý Quý Khánh và Hồ Ngọc Hà đã quen nhau 11 năm và có 5 năm thân thiết. Cặp đôi luôn song hành cùng nhau trong các sự kiện. Trước đó, trả lời phỏng vấn của một trang tin, Minh Hằng bật khóc thừa nhận Hồ Ngọc Hà chính là người gây sức ép khiến cô phải rời khỏi ghế nóng The Face. Trước những đồn đoán chỉ trích của dư luận, Hồ Ngọc Hà vẫn giữ thái độ im lặng. Trấn Thành khiến fan hụt hẫng khi không xuất hiện ra mắt MV của Harry Won. Nhiều người đã cố gắng nán lại đến phút cuối cùng trong buổi ra mắt MV cuối cùng anh cũng đến của Harry Won để chờ sự xuất hiện bất ngờ của Trấn Thành. Tuy nhiên, nam nghệ sĩ hài đã không đến. Vừa qua, Harry Won đã chính thức giới thiệu đến khán giả MV cuối cùng anh cũng đến. Nữ ca sĩ cho biết đây là MV được cô đầu tư nhiều nhất từ trước đến nay với kinh phí gần 700 triệu đồng. Trong đó có nhiều bối cảnh trang phục mang đậm chất Hàn Quốc. Bản thân Harry Won cũng khá bất ngờ, không nghĩ rằng mình lại đẹp như vậy trong MV lần này. Theo chia sẻ của nữ ca sĩ, chính ông xã Trấn Thành là người khuyên cô đầu tư, chăm chút hơn cho sản phẩm của mình. Đặc biệt, nam nghệ sĩ hài cũng xuất hiện trong những cảnh quay cuối của MV, bất ngờ từ chú gấu bông hóa thân thành chàng hoàng tử trong mơ của Harry Won. Chính vì thế, trong buổi ra mắt MV, việc xuất hiện chú gấu đi kè kè bên cạnh Harry Won khiến nhiều người phỏng đoán đó chính là Trấn Thành. Cũng vì vậy, mà dù Harry Won cho biết ông xã không thể đến tham dự do bận việc, nhưng rất đông khán giả và báo chí vẫn nán lại để chờ đợi bất ngờ từ nam diễn viên lắm chiêu. Thế nên, đến cuối buổi, vẫn không có bất ngờ nào xảy ra. Trong MV này, nhiều người cũng khá bất ngờ trước vóc dáng thon gọn của nữ ca sĩ. Harry Won tiết lộ thời gian qua, cô cố tình cho ông xã ăn nhiều để mập lên, trong khi mình lại giảm cân để đẹp hơn. Về giọng hát, Harry cho biết trước đây cô không hề nghĩ mình hát lơ lớ mà vẫn tin là mình hát đúng. Harry không biết như thế nào là đúng, mỗi khi Harry vào phòng thu đều có các anh nhạc công, nhạc sĩ và mọi người chỉnh sửa cho Harry chỗ này phải hát thế nào, chỗ kia phát âm thế nào. Harry cũng không biết vì sao mọi người lại nói mình hát lơ lớ nữa, nữ ca sĩ chia sẻ. Riêng Mr. Siro, tác giả ca khúc Cuối cùng anh cũng đến, khi giao bài hát này cho Harry Won đã dành cho cô những lời khen có cánh và khẳng định bài này hiếm ai dám cover vì là một ca khúc khó thể hiện. Đây là status đầu tiên Minh Hằng đăng sau khi tiết lộ danh tính đàn chị chèn ép tại The Face. Sau khi chia sẻ trực tiếp về lùm xùm rút lui khỏi The Face 2017, mới đây Minh Hằng đã đăng một status mới khiến nhiều người tò mò. Hôm qua, Minh Hằng đã trực tiếp chia sẻ về sự việc bị đàn chị chèn ép khi nhận lời làm giám khảo của cuộc thi The Face 2017. Dù từ chối công khai tên,
Nhưng khi nhắc đến Hồ Ngọc Hà, nữ ca sĩ đã bật khóc khiến nhiều người nghi ngờ đây chính là đàn chị mà cô nhắc tới trước đó. Hiện tại Hồ Ngọc Hà đang bận rộn với chiến dịch quảng bá du lịch cho Quảng Bình nên chưa có câu trả lời về nghi vấn này. Cách đây ít phút, Minh Hằng đã đăng những bức ảnh status mới trên Facebook và nhận được nhiều sự quan tâm từ độc giả. Status mới không có gì liên quan đến lùm xùm ngày hôm qua, nhưng ở dưới phần comment thì Minh Hằng vẫn nhận được rất nhiều lời động viên từ những người yêu mến. Thông qua status có thể thấy tâm trạng của Minh Hằng khá ổn, vẫn vui và không quên khoe ảnh đẹp giữa tâm bão. Sau khi tiết lộ danh tính đàn chị thì đây là status đầu tiên của Minh Hằng, có thể thấy cô vẫn ổn, vẫn khoe ảnh đẹp và đầy quyến rũ. Lâu lâu về lại xì tai tóc dài quyến rũ nhỉ. Bé Heo nhận được nhiều lời động viên từ người hâm mộ. Đối với fan thì Minh Hằng mãi là số 1. Minh Hằng sẽ rất hạnh phúc vì được nhiều người yêu mến và ủng hộ đến vậy. Nữ ca sĩ khoe ảnh chụp với mái tóc dài quyến rũ. Ngoài giọng ca hay thì Minh Hằng còn được khán giả yêu mến qua nhiều bộ phim truyền hình ăn khách. Thời gian gần đây, Minh Hằng ít có dự án nghệ thuật, khẳng định bùng nổ với The Face thì bất ngờ lại gặp sự cố. Dù có ngồi ghế nóng The Face hay không thì những người yêu mến vẫn luôn ủng hộ và sát cánh với Minh Hằng.